Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11. Cửa hàng chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và trong lô video ngày hôm nay thì sẽ có báo giá chi tiết này, có test nổ chi tiết cho anh em và có nói rõ thông số kỹ thuật để cho anh em có thể đặt hàng đúng nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình nhất anh em nhé. Đấy, và lô ngày hôm nay thì gồm có những thương hiệu như đây là một S hút mặt nạ này 135 chuyên để sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Máy móc cực kỳ vip và chất lượng luôn, là con C9, con C8 là một con máy cưa Estin 10S020 hàng của Đức, hàng C7 là một con máy cưa Estin 180, con C6 là một con Echo V3700 chuyên để sử dụng khai thác tầm trung anh em nha, tích hợp làm lá tình đầy đủ cho anh em. Còn hàng bên dưới này đây là từ con C1 cho tới con C5 là những mẫu máy cưa để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Như con C5 là một con máy cưa Tananka có tích hợp chụp giật trợ lực anh em, đề cao dễ dàng sửa chữa thay thế, và hàng đó là hàng đề cao anh em nhé. Con C4 là một con máy cưa Echo Kyrit V, con này là 3300, con này thì công suất của nó là 34cc luôn anh em nhé, cực kỳ khỏe, đã lên cho anh em một cây làm thép xịn rồi, chất lượng luôn nhá. Cây làm thép này nó trị giá 400-500 ngàn một cây đấy ạ. Con C3 là một con máy cưa Hitachi, con này là hệ cưa tay dài để cho anh em sử dụng gia đình. Con này là con C2 là một con máy cưa tay cụt đấy, con tay cụt bến thương hiệu Tananka, con này thì nó thiên về nhỏ gọn để cho anh em về phục vụ sử dụng leo trèo trên cao, cắt tỉa cành tỉa nhánh, hoặc anh em muốn một chiếc máy cưa nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn anh em nhá, nhẹ nhàng nữa đấy. Con C1 là một con máy cưa, con này thì nó là hàng máy mới, thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá thanh lý cho anh em chỉ 1.650.000, con này thì để khai thác được luôn anh em nha, con này thì để khai thác được luôn đấy ạ, nó là hàng máy mới thì tí nữa em sẽ nói chi tiết sau cho anh nha. Và từ con C2 cho tới con C9 đó là hàng máy hàng Nhật bãi cho anh em, để nhu cầu hàng chuẩn Nhật bãi anh em nha. Và dòng này là toàn là những hệ đời cao, đến nữa phụ tùng thay thế sửa chữa rất là dễ dàng, nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm. Rồi, con đầu tiên là con C1 con này thì như đầu video cũng đã nói, con này thì cái chúng em nó là hàng máy mới đập thùng đổ ra đấy ạ. Đấy, chưa hề chưa qua tay người nào sử dụng luôn anh em nha. Con này thì nó thiên về cho anh em nào phục vụ sử dụng gia đình là chủ yếu. Con này thì công suất của con này là 52cc, rất là lớn anh em nhá, chuyên để sử dụng khai thác được luôn anh em. Đấy, khai thác keo, khai thác tràm, anh em muốn một chiếc máy cưa giá hạt rẻ, sử dụng công suất được nhiều, to khỏe, cắt được gỗ to, thì anh em lựa cho con này nhá. Con này thì để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình với cái giá mà cực kỳ học sinh sinh viên cho anh em luôn, 1.650.000, thì con này bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng, tặng kèm đồ nghề cho anh em đầy đủ, làm xích theo máy đầy đủ luôn anh em nhé. Về nha, chỉ việc đổ xăng và là xài thôi đó, miễn phí vận chuyển cho anh em nữa. Lam con này là 55cm đấy, cực kỳ dài đúng không anh em. Xích của nó là sử dụng xích 72, xích này thì nó là xích cỡ lớn luôn nhá, xích to nhá, và bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều nên là anh em không cần phải lo. Và dòng này thì phụ tùng đến nữa thay thế rất là dễ dàng luôn, chỗ nào cũng có phụ tùng con này để sửa chữa anh em nhá, anh em không cần phải lăn tăn và lo lắng luôn. Đấy, con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, nòng của nó là 45mm và công suất của nó là 52cc anh em nhá, cắt tất cả các loại gỗ luôn để chuyên để sử dụng khai thác nha anh em nhá. Đấy, con này thì máy lò công suất lớn luôn rồi. Đấy, khi mà anh em nhận được hàng thì anh em ở bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, dòng này là dòng 2 thì nhá, tất cả máy cửa ở đây đều là dòng 2 thì hết, thì nó là phải sử dụng xăng pha nhớt anh em nhá. Con này được đổ xăng pha nhớt là ở đây đó, còn nhớt để bôi trơn làm xích là bên trên này. Khi em nhận được hàng thì anh em kéo bật công tác lên trên này giúp cả chúng em kéo le ra, giật cho em tầm khoảng mấy cái. Đó, tầm khoảng 3-4 cái gì đó. Rồi anh em đẩy le vào nhá, bóp gà lên. Rất dễ dàng nhạy nổ luôn anh em nhé, chỉ dùa trợ lực thì nó giúp cho anh em kéo rất là nhẹ. Đó, nhẹ cái là nó nổ thôi. Đó, đối với con C1, rồi qua từ con C2 đổ đi đây. C2 là hàng của Nhật bãi anh em nhỉ. Đầu tiên là một con máy cưa tay cụt thương hiệu Tananka, con này thì công suất của nó là 33cc. Lam của nó thì con này cũng khá là dài luôn, lam của nó là mặt cắt là 35cm nha, còn tổng thể độ dài cây lam là 40cm. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91, đây có chữ 91 ở đây đây.
làm Oregon luôn nha anh em nhé, làm xích nguyên zin của nó luôn. Dòng này thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Đây máy móc anh em nhìn không, đẹp 9 nút luôn anh em nhé, 99%. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Và dòng này thì nếu mà anh em nào mà muốn hay leo trèo trên cao thì anh em sử dụng con này cũng được, hoặc là anh em nào muốn một chiếc máy cưa nhỏ gọn để về sử dụng gia đình. Đấy, đến nữa anh em cất đi cất đồ thì nó rất là nhỏ gọn anh em nhé. Cần tạ chỉ khoảng tầm hơn 3 kg đó, hơn 3 kg, quá là nhỏ gọn. Công suất 33cc thì con này cho anh em về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đấy, xích làm thì cũng khá là dài để cho anh em về phục vụ sử dụng. Khi em nhận được hàng thì anh em bơm xăng lấy giúp cả hàng chúng em. Nó còn đúng bơm xăng ở đây. Những cái con nào mà con đúng bơm xăng thì anh vui lòng bấm cho em mấy cái. Đó, anh cứ bấm nhiệt tình lên. Rồi bên trên là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Bên dưới là đổ nhớt để bôi trên làm xích. Đấy, anh em kéo lè ra giúp cả hàng chúng em. Nó có cái lè bên trên ngay bên dưới này đây, dưới cái phần đúng bơm. Kéo ra. Đó, công tác nó có hai nấc, gạt xuống này là tắt này, gạt lên là mở anh em nhá. Gạt lên giúp cả hàng chúng em. Đây. Rồi, sạc cho em tầm khoảng cái hai cái như thế là được. Rồi anh em đóng le lại. Rồi anh em giật. Em làm thấy thế nào? Đấy. Giật nhạy nổ cực kỳ luôn anh em nha. Dòng này rất là dòng cưa tay cụt để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình hoặc là cắt tỉa cành trên nhánh trên cao. Cầm một chiếc máy cưa nhỏ gọn, thay vì anh em lựa chọn những con máy cưa pin thì sử dụng mấy con này thì em bao cho anh em chất tất mấy con cưa pin luôn anh em nhé. Con cưa pin thì nó không bao giờ nó khỏe được như mấy con cưa này đâu ạ. Và dòng này nó là dòng hàng cưa Nhật hệ đề cao nên là phụ tùng thay thế thì rất là dễ dàng. Đến nữa sửa chữa con này thì khá là dễ dàng luôn anh em nhé. Giá 1.850.000 thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em. Đấy, miễn phí ship cho anh em à. Rồi, qua con C3 hôm nay thì lên sóng toàn những con máy đẹp cho anh em. Đấy, con này là giá 1.950.000 đến từ hiệu Hitachi, hàng của Nhật luôn anh em nha. À, anh em nhìn không, tem mác hầu như là con chuồn chì hết này. Anh em nhìn không, con này quá VIP Pro luôn anh em nhá. Mà giá thì cả chúng em vẫn bán giá như mọi con, chứ không bao giờ mà những con máy đẹp như thế này mà chúng em để bán giá cao đâu ạ. Như những cửa hàng khác ấy, thì những con này thì cả chúng người ta sẽ bỏ vào bán đấu giá ngay. Ví dụ là ai trả giá cao nhất thì để cho dành cho người đấy. Nhưng mà cả chúng em thì không thế, để lên sóng cho anh em luôn. Đó, anh em nào mà cảm thấy mà ưng nhanh tay thì có thể liên hệ cho cả chúng em. C3 giá 1.950.000 vẫn bao gồm phí vận chuyển đầy đủ cho anh em và tặng kèm đầy đủ đồ nghề cho anh em nha. Làm xích này, xích này anh em nhìn không, cây làm còn chữ nguyên nha. Xích thì còn cực kỳ dày luôn, xích này còn lên đến 90% nữa nên là anh em khỏi cần phải lo. Đấy, hai ốc chân làm bằng trực tiếp bằng khóa 10 này, siêu chắc chắn nha. Anh em nào nhìn phần ốc này, ốc còn 7 màu luôn anh em nhé. Đấy, con này thì hết chê rồi, quá đẹp luôn anh em nha. Rồi khi em nhận được hàng thì con này thì nó không có núm bơm xăng thì anh em chỉ cần phải kéo le ra thôi, kéo le ra giật cho em tổng khoảng 3-4 cái. Đó, công tác thì phải nhớ gạt lên nha, gạt lên là mở, gạt xuống là tắt. Đấy, gạt lên thì nó mới nổ được, kéo le ra giật cho em tổng khoảng 3-4 cái. Rồi, vậy là được, đóng le ra. Suốt của nó là 30cc anh em nha, và đường kính chai bít tông con này là 37mm. Con này thì về phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình cắt những khúc cây đường kính khoảng 20-25cm đổ lại. To hơn nữa thì cắt cũng được, nên là nhưng mà anh em phải cắt cho em vui lòng làm 2-3 lần. Đấy, còn nếu mà cắt đứt phát ăn ngay thì tầm khoảng 20cm đổ lại, quá lắm là 25cm đổ lại anh em nhé. Đấy là đường kính khúc gỗ con này có thể xử lý một phát ăn ngay được. Đó, còn to hơn thì anh em vui lòng cắt làm cho em là mấy lần. Qua con C4 này anh em, con này đến từ thương hiệu Echo Kyorit. Đấy, Echo Kyorit. Dòng này nó là dòng thương hiệu Echo anh em nhá. Đó. Con này là nó là dòng Echo Kyorit 3300. Và điều đặc biệt là em đã thay cho anh em một cây làm thép xịn rồi. Đó, cây làm thép xịn, cây này trị giá là 500.000 một cây luôn anh em nhá. Làm này là đầu Latin luôn chứ không phải là đầu bánh xe anh em nhá, đầu Latin luôn. Làm là làm thép luôn. Xích của nó là sử dụng xích mini, xích này thì bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều và sợi xích thì còn dày dặn nguyên anh em nhé, tầm khoảng 80-90% nữa. Có đúng không, xăng phụ đầy đủ cho anh em này.
Đó, tình trạng con này thì quá vip rồi nè. Ai cho anh em gì này, 01527 Made in Japan này, Kyrit Code này. Đây là nhà máy sản xuất của con này anh em nhé. 2.100.000, con này thì bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ cho anh em. Máy móc thì quá đẹp luôn anh em nha. Công suất của con này lên đến là 30, em nhìn nó biết đâu bị hơi bị chói. À, 33,4cc nè. Đầu máy không là nặng 3,4kg. Cả lam xích vào nữa thì nó khoảng tầm 4kg anh em nhé. 33,4cc là coi như là 33cc rồi. À quên, là coi như là 34cc rồi anh em. Đấy, mấy con này thì cũng rất là khỏe để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Đấy, khi em nhận được hàng bơm xăng lấy giúp cửa hàng chúng em. Phần bên trên là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Anh em phân biệt giúp cả chúng em này, tại vì nó có những cái ở đây nó có những cái đánh dấu này, đây là nhớt này để bôi trơn lam xích này, còn đây nó ký hiệu cái bình xăng này, đấy cây xăng này, mới đổ đây xăng pha nhớt này, nó ký hiệu hết nên là anh em chỉ cần chú ý một tí thôi là anh em biết là đổ xăng pha nhớt ở đâu và đổ nhớt để bôi trơn lam xích ở đâu. Đó, anh em bơm xăng lên, kéo le ra giúp cả chúng em, công tác gạt lên, rồi giặt cho em tổng khoảng cái hai cái, đó cho nó nổ cái e phát như thế, đóng e vào. Em về sử dụng gia đình thì quá là ok luôn nha, nó vòng tua khỏe, công suất lớn để cho anh em về sử dụng gia đình. Cắt gỗ đường kính khoảng 25cm đổ lại thì quá là ok luôn anh em nha. Đấy. Rồi, qua con C5 đây anh em. Qua con C5 là một con máy cưa đến thương hiệu Tanaka. Đấy. Em nhìn đâu. Con này anh em xem là nó có vip và chất lượng anh em. Dòng này nó là hệ có trục giật trợ lực cho anh em nha, và công suất của con này là 33cc, rất phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình. Con này thì phụ nữ cũng có thể xài được luôn, bởi vì nó được tích hợp trục giật trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng anh em nhé, kéo cực kỳ nhẹ luôn. Anh em nhận được hàng thì anh em bơm xăng lên giúp cả chúng em. 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng 25cm đổ lại, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt của nó là còn 35cm. Đó, con này được đặc biệt là có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhà, xích 91, mua bán trên thị trường thì cực kỳ dễ dàng. Con này giá 2.200.000 cho anh em. Máy móc của anh em nhìn không, thương hiệu Tanaka luôn anh em nha. Đây, ốc là ốc còn 7 màu cho anh em luôn này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cả chúng em thì chuyên sưu tầm những con máy hàng đẹp chất lượng cho anh em, chứ không bán những cái dòng mà hàng máy mà đã quá cũ và quá xấu thì cả chúng em thì không có nhập về anh em nhá. Khi mà cái đầu vào của cả chúng em thì em phải tuyển lựa từng con một. Đấy, anh em kéo le ra, bơm xăng kéo le ra. Đấy, giật tầm khoảng cái hai cái cho nó nổ cái e phát như thế. Đóng e lại. Là dễ dàng luôn, chụp giật trợ lực này kéo rất là nhanh nổ. Đấy, phụ nữ có thể xài được luôn. Vận hành của con máy thì cực kỳ dễ anh em, nếu mà chưa quen ấy thì khi anh em nhận hàng ấy thì anh em cứ gọi trực tiếp qua cửa hàng chúng em, gọi trên video ở trên Zalo thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách cụ thể luôn anh em nhá. Vâng, và qua từ con C6 đến C9 là những con máy cưa sử dụng chuyên nghiệp cho anh em. Đấy, và anh em nào công suất lớn anh em nhá. Đấy, con này thì con này nó là
Echo Curit V3007 giá 2.950.000 này anh em nhá. Công suất của con này là 36cc, công nòng của nó là 40mm anh em nhá. Nòng 40mm, công suất của nó là 36cc. Làm để làm Latin luôn này anh em. Con này thì về để sử dụng gia đình chuyên nghiệp, một ngày làm 8 tiếng liên tục ấy ạ, thì nên sử dụng mấy con mà như thế này thì nó mới đáp ứng được đủ nhu cầu của anh em nhá. Anh em về sử dụng mà với cái tần suất mà sử dụng khá là nhiều và sử dụng liên tục, một ngày 8 tiếng nổ máy liên tục đi ạ, thì phải mấy con như thế này thì nó mới đáp ứng được cho anh em và nó mới chịu nhiệt được tốt anh em nhá. Đó, và đặc biệt con này được tích hợp là lam Latin đầy đủ cho anh em này. Lam Latin nha, khá là dày dặn luôn này anh em. Xích của nó là sử dụng là xài xích mini, xích này bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều nên là anh em không cần lo. Đấy. Và con này thì được có xả áp ở đây nhá, xả áp ở đây thì giúp cho anh em bật xả áp lên thì giật nổ rất dễ dàng. Hao chân làm bọn trực tiếp bằng khóa 13 này. Tình trạng máy con này là nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Á cho anh em luôn nhá. Em không phải lo. Khi em nhận được hàng thì con này không có núm bơm xăng thì anh em chỉ cần kéo le ra giúp cài chúng em. Công tác gạt lên, giật cho em tầm khoảng mấy cái. Đó, nó nổ cái e phát như thế là được, đóng e vào. Đó, lấy chân đẹp cái ga cái. Nào của đấy giá 2.950.000 thì cái tính nổ của nó thì cũng nghe cực kỳ sướng anh em. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Đấy, Made in Japan này, sản xuất tại nhà máy Yamabiko Code này. Đó, Made in Japan. Máy móc nguyên zin nguyên bản và cái này này đây. Nó có cái miếng ấy ở đây để cho giúp cho nó cái tản nhiệt ấy nó không bị nóng ở cái phần bình xăng này anh em nhá. Đó. Rồi qua con C7 này anh em. C7 là một con máy cưa Estin MS180. Đó, giá 2.900.000. Miễn phí vận chuyển cho anh em, bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Làm 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích của nó là sử dụng xích chung 91. Làm này thì đầu chưa hề bị tuề hay làm sao cả. Sử dụng cực kỳ ngon nhá. Làm xích nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Đây, phần mặt tiền của nó đây anh em. Quay tổng thể cho anh em luôn. Hai ốc chân lam rồi nhà, con này được tích hợp hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 đây. Đó, máy móc thì còn ngon lành, thằng xích quả xích sử dụng đầy đủ nguyên. Dòng Estin 180 con này thì nòng của nó là 38mm và công suất của con này là 32cc anh em nhà. Đó, con này thì về để sử dụng gia đình chuyên nghiệp cho anh em. Thương hiệu Estin thì nó khá là chất lượng rồi anh em, nhiều anh em sử dụng nghe. Am hiểu với cái dòng máy cưa thì cái thương hiệu này thì nó không còn xa lạ gì nữa rồi anh em nhá. Thương hiệu này với thương hiệu Humana thì nó thuộc cái dạng hàng top rồi, hàng top đầu rồi anh em nhá. Khi em nhận được hàng thì đây nó có 3 cái chức năng. Phần nấc trên cùng là nấc tắt. Đây, nó có nấc O, I này và đóng nghe này. Ga xuống cuối cùng là đóng nghe anh em đấy. Còn bóp phải bóp ga lên nha thì mới đóng nghe được. Bóp ga lên xong là đồng thời đẩy xuống thì nó mới đẩy xuống được. Còn nếu mà anh em không bóp ga thì nó sẽ không đẩy xuống được đâu anh em ạ. Đây, như cái này thì không đẩy xuống được này. Đấy, anh em phải bóp ga lên rồi đẩy nó xuống thì nó mới xuống được anh em nhé. Còn nấc chữ Y là nấc nổ bình thường, còn nấc chữ O là nấc tắt. Đây, gạt lên trên cùng là tắt. Đó. Đó, đóng e lên, giật cho em tầm khoảng cái 2 cái, mở e ra. Giá con này là 2.900.000 thì miễn phí vận chuyển đầy đủ cho anh em, máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản. Vâng, và nếu mà anh em mà thích công suất to hơn tí nữa để cho anh em về sử dụng xài gia đình chuyên nghiệp, cắt những khúc gỗ mà nó lớn hơn. Đó, con này thì công suất của nó là 36cc anh em nha. 36cc và dòng này nó là dòng Estin MS020. Made in Germany đầy đủ cho anh em luôn nha. Máy móc này, tình trạng này nước sơn trắng phau cho anh em luôn. Lam của nó này 45cm, phần mặt cắt là đo trực tiếp cho anh em luôn nha. Lam của nó phần mặt cắt này, thứ
từ đầu ra tới đây là 38 cm, gần 40 cm anh em nhá. Đấy, đấy là phần mặt cắt. Xích của nó là sử dụng là xài xích chung 91, làm xích này made in Germany đầy đủ cho anh em luôn anh em nhá. Đó, giá 3.400.000. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ dòng Estin 020, đầy đủ chức năng anh em, máy móc đẹp. Cho anh em gì này, chế bộ chế hòa khí này quá VIP luôn anh em nhá. Estin này với cái giá 3.400.000 thì em cam kết là bao rẻ nhất trên thị trường luôn. Không có bao giờ mà ở cửa hàng nào mà nó có cái giá này đâu anh em nhá. Đấy, hiện tại trên thị trường đang bán con này với cái dòng như thế này đang khoảng 3.500.000 hoặc 3.600.000, tùy máy đẹp máy xấu, mà con này thì nó cũng khá là ok cho anh em rồi. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, xài ốc của nó là ốc to nhá, ốc 19 luôn anh em nha. Công suất của này là nòng 40mm, công suất nó là 36cc về để sử dụng khai thác tầm trung. Đó, khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhá. Con này thì nó cũng đóng e đây, nó cũng ba chức năng. Đó, o y và đóng e, bóp ga, gạt đẩy xuống dưới đất là nó sẽ đóng e. Đặt lên giữa. Bên trên này là đổ nhớt để bố chân làm xích và bên dưới là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Qua con cuối cùng là một con mạch cưa hàng chuyên để sử dụng về khai thác tầm trung anh em nha. Công suất nó là 41cc, thương hiệu Husqvarna 135, 40.9cc này anh em. Nó là coi như là 41cc này anh em nha. Con núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Dòng này là dòng chụp giật trợ lực đầy đủ ấy. Dòng này nó được thiết kế giống như kiểu Hu 365 và 353 đây anh nha. Con này nó là hệ đời mới anh em nha, để nữa phụ tùng thay thế thì rất là dễ dàng, 3.500.000. Con này thì nó được so sánh với phân khúc như kiểu là Estin 021 và Estin 023 đấy ạ. Công suất thì nó ngang nhau anh em nha. Công suất của 021 và 023 thì nó là 40cc và con này thì nó là 41cc. Chụp giật ốp lam của nó là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này. Đây, nó có cái bánh răng ở đây để giúp cho anh em tăng chỉnh xích lên xích xuống này. Đó, và ốp lam này là ốp lam hợp kim nhôm nha, chứ không phải là ốp lam nhựa như cái con máy hạt rẻ anh em nhá. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên này anh em. Đấy. Và lam của nó thì lam còn nguyên chữ luôn anh em nhà. Xích thì đã lên cho anh em một sợi xích mới vào rồi. Đấy, thay cho anh em một sợi xích mới để cho anh em về sử dụng có thể đảm bảo và ngon lành nhất. Đó, hệ thống nhún treo là hệ thống nhún treo lò xo anh em nhá. Đây, nhún treo lò xo con này thì nó quá là chắc chắn cho anh em. Về anh em sử dụng thì bao cho anh em là em sợ là hỏng cây máy này, cái bộ nhún của nó chưa chắc đã hỏng được anh em nha. Đây, con này thì nó đóng e thì nó rất là hay. Kéo cái này ra này, đẩy lên là nó sẽ đóng e lại. Đấy, bơm xăng lên nhá anh em, khi anh nhận được hàng anh em phải bơm cho em. Đấy, nó có cái này này, nó có ghi là X6X này là anh em phải bơm cho em làm 6 lần. Đấy, giật một phát nó nổ cái như thế là được. Bóp ga lên là cái e nó tự đẩy về. Lấy chân đèo vào cái ga. Anh em nha, chứ không phải là hàng của việc người Việt Nam mình đã qua sử dụng đâu. Và hệ này nó hệ đề cao, dòng này nó là sản xuất từ năm 2013 này anh em. Đấy, nên là phụ tùng nó thì nó cũng còn khá là đầy đủ để cho anh em đến nước hỏng có thể sửa chữa. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em 9 con máy cưa xích. Nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.